Như vậy, thông qua bài toán 1 và bài toán 2, chúng ta biết rằng một bài toán khi mà chúng ta chỉ cần xác định hai yếu tố, thứ nhất là tổng là hai số và thứ hai là tỉ số của hai số đó, thì chúng ta chắc chắn sẽ tìm được hai số đó. Như vậy, rất nhiều bài toán mà nó sẽ ẩn đi một trong hai đại lượng, hoặc là ẩn đi tổng hoặc là ẩn đi tỉ số, thì chúng ta phải đi tìm tổng hoặc tìm tỉ số để chúng ta làm sao đưa bài toán về bài toán mà biết tổng và tỉ số, thì chúng ta chắc chắn sẽ giải quyết được bài toán đó. Ví dụ như bài toán 3 này là bài toán mà ẩn đi tổng, là bài toán mới biết tỉ số và chưa biết tổng. Như vậy, đầu tiên muốn giải được nó thì chúng ta phải đi tìm tổng. Bây giờ chúng ta xem bài toán 3. Trung bình cộng và hai số là 40. Tìm hai số đó, biết số thứ nhất bằng 3/5 số thứ hai. Như vậy bài toán này chúng ta đã biết tỉ số nhưng mà chưa biết tổng. Nhưng mà chúng ta để ý, trung bình cộng và hai số là 40, thì ngày trước khi dạy bài toán trung bình cộng thì thầy đã nhắc lại cho các em, nhắc cho các em rằng là muốn tính tổng thì chúng ta chỉ cần lấy trung bình cộng nhân với số số hạng. Và trung bình cộng ở đây là 40 và số số hạng ở đây là 2. Như vậy đầu tiên thì chúng ta sẽ tính được tổng hai số đó là bằng 40 nhân với 2 bằng 80. Như vậy đầu tiên chúng ta sẽ đi tính tổng trước khi về sơ đồ, và chúng ta sẽ có bài giải. Đầu tiên chúng ta sẽ tính tổng và hai số đó là của hai số đó là tìm tổng khi biết trung bình cộng, là ta sẽ lấy trung bình cộng nhân với số số hạng. Trung bình cộng là 40 và đây có hai số hạng, cho nên chúng ta sẽ 40 nhân với 2 bằng 80, vậy tổng của hai số là 80. Như vậy ta sẽ có tổng là 80 và tỉ số số thứ nhất bằng 3/5 số thứ hai. Như vậy đây là chính là bài toán biết tổng và biết tỉ số, nên chắc chắn chúng ta sẽ giải quyết được nó. Như vậy biết tổng biết tỉ số rồi, cho nên chúng ta sẽ đi về sơ đồ. Số thứ nhất bằng 3/5 số thứ hai, nghĩa là số thứ hai chia làm 5 phần thì số thứ nhất sẽ chiếm 3 phần. Ta sẽ có số thứ nhất, phải viết tắt số thứ nhất sẽ chiếm 3 phần. Khi đó thì số thứ hai sẽ chiếm 5 phần. Vậy từ tỉ số chúng ta có sơ đồ này. Và thứ hai là tổng bằng 80, như vậy gộp cả hai phần này lại sẽ bằng 80. Vậy ta đã đưa về bài toán tổng tỉ. Và chúng ta nhớ lại cách làm. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tính tổng số phần bằng nhau, số thứ nhất 3 phần, số thứ hai 5 phần. Chúng ta lấy 3 cộng 5 bằng 8 phần bằng nhau. Sau khi tính tổng số phần bằng nhau thì chúng ta sẽ lấy tổng chia cho số tổng số phần bằng nhau, rồi lấy 80 chia cho 8 thì chúng ta tính được giá trị của một phần là bằng 10. Sau khi biết một phần rồi thì chúng ta tính số thứ nhất bằng cách là lấy giá trị của một phần nhân với 3 phần. Và tính số thứ hai bằng cách là lấy giá trị của một phần và nhân với 5 thì chúng ta sẽ tính được số thứ hai. Như vậy từ sơ đồ và phân tích này thì chúng ta có lời giải chi tiết. Chúng ta tiếp tục. Từ sơ đồ này chúng ta sẽ có tổng số phần bằng nhau. Tổng số phần bằng nhau. Số thứ nhất là 3 phần cộng với số thứ hai là 5 phần thì tổng ta sẽ tính được bằng 8 phần bằng nhau. Tổng là 80 mà chúng ta sẽ chia đều vào 8 phần bằng nhau thì chúng ta sẽ tính được ngay giá trị của 10 phần là trị của 10 phần. Tổng là bằng 80 và chúng ta chia vào 8 phần bằng nhau thì giá trị của một phần là sẽ bằng 10 đồng vị. Sau khi tính được giá trị của một phần rồi, tính số thứ nhất bằng cách là chúng ta sẽ lấy giá trị của một phần nhân với 3 vì số thứ nhất chiếm 3 phần. Chúng ta sẽ có số thứ nhất là 10 nhân với số phần của số thứ nhất là 3 sẽ bằng 30. Và tương tự số thứ hai là giá trị của một phần là 10 nhân với số thứ hai chiếm 5 phần là nhân với 5 sẽ bằng 50. Và chúng ta đã tìm được xong hai số, thì đáp số số thứ nhất là bằng 30 và số thứ hai là bằng 50. Bây giờ chúng